Hello cả nhà. Rồi em bán vui phần cuối nha. Nè, cũng 13 con 1 triệu chuyển khoản full em bao ship nha cả nhà. Đây. Đồng hồ Casio Baby G nha. Đèn chuông đồ đầy đủ chức năng luôn. Đó. Con này sản xuất Hàn Quốc nè. Đó. Full chức năng nha cả nhà. Rồi một em đồng hồ Casio điện tử nha. Nè, đèn xanh luôn nha cả nhà, chứ không phải hàng hàng xịn nha. Đó, báo thức nè, bấm giờ thao nè, lịch vạn niên nè, nó đầy đủ chức năng nha. Rồi một em đồng hồ Casio mặt chán gương nè cả nhà, có đèn nè, đó đầy đủ chức năng luôn nha. Rồi còn một em Mỹ nè, hàng Mỹ Tamiz Mỹ nha, con này dày yếu đó, có sao nói vậy nha. Đèn nè, đó đầy đủ luôn. Rồi một em Casio full box luôn nè cả nhà, từ Nhật về luôn nè, đó toàn tiếng Nhật không nha, chứ không phải Việt Nam Trung Quốc nha. Đó, đây F105, rồi hàng giống hàng cổ luôn á, F105. Rồi đèn xanh luôn đó nhà ơi. À, đó, hàng xịn nha, nguyên hộp luôn. Em bỏ đây em bán luôn cả nhà. Đó, toàn tiếng Nhật không nè, thấy chưa? Rồi, một em này mới ghê này. Dòng lặn của Nhật nha, Japan. Dạ quang full mặt luôn, dạ quang rất là sáng nha. Đây cả nhà, sáng là như đèn luôn nha cả nhà, nè đó rất là sáng nha, còn full chức năng nha, ngoại hình thì nó như vậy thôi đó. Dòng lặn, đó, nút này nút cảm ứng nè. Đó, nó xem mình lặn được bao lâu, bao nhiêu mét đó. Rồi hai con đồng hồ thông minh chưa có sạc nha, đó, về nhà tự xử giúp em đó, cái nó chỗ lỗ sạc nè. Còn đây còn lại mấy con này về thay pin hay là tự xử giúp em nha, 1 2 3 4 5 đó. Rồi tổng cộng 13 con nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà nha.